Audio Jungle. Xin chào bà con, thì clip hôm nay mình sẽ nói và giới thiệu bà con xem về cái bệnh mới ở trên cây bambu, đó là bệnh thối rễ cọc. Nghĩa là thối những cái rễ chính của cây bambu á. Thì hầu như bà con vừa biết á, sau cái đợt mưa dầm của tháng 10, tháng 11 dương lịch 2017 á, thì tình hình bơ chúng ta có rất nhiều rất là bệnh. Thì ngoài cái bệnh mà xì thân, thối thân á, thì bữa nay mình sẽ quay bà con xem về một cái hiện trạng bệnh mới, đó là bệnh thối rễ và thối luôn rễ cọc đó. Thì cái nguyên nhân này, thứ nhất là bà con chúng ta làm bồn sâu quá, cái chế độ thoát nước không được nên nó gây hình trạng ngập úng, và dần dần để lâu quá thì hình trạng mạch dẫn của những cây bơ này nó thối hết. Thì đây là mình quay trực tiếp bà con xem, đó là moi một cái rễ của vườn của anh Trung tại vườn này. Nói chung anh có trồng trên gần 300 gốc á, thì nhưng mà số lượng này là bị thối hầu như là gần 10 gốc rồi. Thì qua cái này mình hướng dẫn cho bà con á, thứ nhất là chữa bệnh nó rất là khó vì nó nằm dưới đất, chúng ta phải moi hết cái rễ ra, chúng ta quét thuốc, và cái thứ hai chúng ta phải đổ thuốc nó, làm sao thuốc nó lưu dẫn vào những cái mạch gỗ đó thì nó mới hết được cái lượng nấm và khuẩn ở trong rễ đó, thì chúng ta sẽ bớt bệnh. Nhưng mà cái việc xử lý với cái tình trạng mà quét khắp này rất là khó, vì ở sâu trong lòng đất bà con ta đào ra thì rất là khó, nên qua clip này mình quay cho bà con xem và đưa ra cho bà con những cái phương án mà phòng đi. Đừng để tình trạng mà cái hiện trạng này nó bị thì bà con cứu rất là khó. Nói chung rất là khó vì nó ở trong lòng đất, bà con chúng ta không phát hiện được. Nếu mà nó bị xì thân thì nó rất là dễ, nhưng mà nó bị thối luôn mạch dẫn của rễ, mà thối luôn cả rễ cọc thì rất là khó. Thì qua clip này á, mình sẽ quay và thông báo bà con biết được hiện trạng một cái bệnh mới này, để bà con chúng ta theo dõi và phòng những cái bệnh này làm sao cho nó hiệu quả. Thì qua clip này á, thì mình cũng mong bà con chúng ta canh tác với những cây bơ búp trên 2 năm á, thì chúng ta không cần để bồn đâu. Chúng ta có thể làm bằng mặt phẳng bồn luôn đi, và cái làm cành cũng thông thoáng đi, đừng để ánh sáng nó không vào được trong thân á, thì nó gây ra một số bệnh như là nấm rồi á. Thì qua clip này á, mình sẽ hướng dẫn từ từ và quay toàn bộ những cái gốc mà bị như thế này, để bà con chúng ta có những cái phương án riêng cho cái vườn của mình. Thì ngồi cái phương pháp mà quét thân ở trên cây nó bị xì á, thì chúng ta có thể làm tương tự với gốc, nhưng với gốc chúng ta làm phải rất là kỹ nha, vì cái gốc nó không như là ở trên, chúng ta không thể nhìn rõ được và không biết được những hiện trạng ở trong cái gốc là như thế nào, vì nó được bao phủ bởi lớp đất nên cái tình trạng phát hiện rất là khó. Nên qua cái vườn của anh Trung này á, thì mình khuyên một số bà con chúng ta nên ra lấy cuốc đào thử, đào rồi sâu thì tầm khoảng cỡ 10 đến 20 phân thôi. Chúng ta kiểm tra cái rễ cọc đó, nó có bị ảnh hưởng gì chưa, có thối gì chưa. Thì cái bơ này cũng rất là đẹp, 4 năm. Thì tí nữa mình sẽ quay toàn vườn cho bà con xem về hiện trạng của cây bơ như thế này. Còn đây là mình mới là moi cái rễ thôi, cho bà con xem cái cây rễ bơ này nó bị như thế nào và dấu hiệu của nó sao chúng ta biết. Thì về quan sát cây, chúng ta thấy hiện tượng cây nó chậm phát triển, héo vàng, có hiện tượng bắt đầu héo vàng á, thì mình khẳng định nó là bị rễ. Còn những cây bơ mà năm nay nó ra hoa sớm á, bơ búp á, nói riêng về bơ búp thôi nha, những cây bơ mà bơ búp ra hoa là nó có hiện trạng, một là cây bơ nó sung, hai là cây bơ nó bị bệnh. Thì những cây bơ bị bệnh thì hầu như nó dễ ra hoa lắm, và khả năng đậu hoa nó rất là cao. Nhưng mà sau khi đậu hoa một năm á, thì mình khẳng định với bà con á, là năm sau có thể là một, cây nó sẽ chết, hai là cây nó sẽ kém phát triển đi, nó không còn đủ sức để phát triển cho vụ năm tới nữa. Thì qua đây mình cũng chia sẻ cho con về cái đây là cái bệnh mới, nên quay và cạo cách cái xử lý, hướng dẫn cho anh Trung tại vườn chúng ta cạo như thế nào hiệu quả, quét thuốc gì để cho hiệu quả. Thì nói chung một cây bơ chúng ta khi nó bị bệnh thối gốc á, cứu nó rất là khó. Những cây nào nhẹ chúng ta đổ thuốc có thể bớt hẳn luôn, còn cái nào bị nặng quá chúng ta cần có thời gian. Cái vấn đề thứ hai đó nữa là cái chế độ canh tác của bà con chúng ta, chung là đừng nên để độ ẩm của cây nó cao, khi mà cao quá sinh ra nấm rất là nhiều, vì đặc biệt là trong mùa mưa đó. Đó mình nói cũng nói thẳng là trong mùa mưa nha, trong mùa mưa là cây chúng ta rất là dễ bị bệnh. Thì thế nên bà con chúng ta phải có cái biện pháp mà phòng để tránh tình trạng rơi vào hiện trạng này.
Vì nếu rơi tình trạng này á thì hầu như cây bơ chúng ta tất cả đều có thể làm nụ, làm hoa hết. Nhưng mà sau khi nó đậu á, 1 năm á, thì cái sản lượng cây bơ này sang tới năm tới nó sẽ mất hết, mất rất nhiều, có thể là cây chết luôn. Thì cái bệnh này hầu như mình thấy á, là tất cả cái cây bơ sau khi bị bệnh thối gốc này là đều chết, không có sống được. Thì qua clip này á, mình sẽ quay toàn bộ về cách xử lý và cạo sao cho nó hiệu quả với cái gốc bơ này, và hướng dẫn cho anh trồng tại vườn cách xử lý. Thì qua vườn này mình hướng dẫn cho anh là đổ cái nano đồng bạc, hợp kim và xử lý quét gốc về cái thuốc nấm. Thì làm định kỳ đó là 5 đến 7 ngày chúng ta làm 1 lần để cho nó nhanh bớt. Đó là với cái bệnh thối gốc ở trên cây bơ này. Thì qua clip này thì bà con vui lòng đăng ký kênh đi để theo dõi tất cả các video tiếp theo về cây bơ. Thì mình quay cũng sẽ rất là cụ thể và chi tiết cho bà con xem cái vấn đề của cây bơ nó bị thối gốc này. Xin cảm ơn bà con ạ.